Phu nhân, đừng oán hận ta. Ta xin lỗi bà. Con xin lỗi, chúng con tới muộn, khiến không cho mẹ phải chịu khổ. Đi mau. Từ từ thôi. Kim Bổ Đồng, lục soát xong rồi. Vậy người này ngài xem nên giam trong nha môn hay là nội gián trong kim phủ chúng ta thì cứ giam trong kim phủ. Dạ. Dạ, dạ đi. Phu nhân, thiếu gia nói muốn đưa mẹ của thiếu phu nhân tới bái kiến người. Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi. Dạ. Phu nhân, đừng hoảng sợ, nhất định đừng hoảng sợ. Bây giờ binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn. Hả? Tiểu Thúy, người có nghe không hả? Dương Huệ Lan, bà ta quay về phủ của chúng ta rồi. Đi rồi. Bá Trung, triệu tập mọi người, có thể sẽ hành động. Dạ. Dương Cường, đi theo ta. Dạ. Phu nhân, đừng oán hận ta. Ta xin lỗi bà. Con xin lỗi, chúng con tới muộn, khiến không cho mẹ phải chịu khổ. Đi mau. Từ từ thôi. Kim Bổ Đồng, lục soát xong rồi. Vậy người này ngài xem nên giam trong nha môn hay là nội gián trong kim phủ chúng ta thì cứ giam trong kim phủ. Dạ. Dạ, dạ đi. Nè, con dẫn người về nhà gặp Kỳ Lân. Về nhà? Tôi là một người vùng núi ít hiểu biết, tôi không thể tới phủ của cậu được. Lỡ như, ý tôi là lỡ như tôi ăn nói lỗ mãng, mạo phạm phu nhân. Không, hay là thiếu gia tìm cho tôi một nhà trọ bên ngoài để tôi thu xếp cho ổn thỏa. Tôi sẽ ở đó đợi Kỳ Lân tới gặp tôi. Sau đó thì thế nào, đừng có xa cách vậy nữa. Gọi con là Nguyên Bảo được rồi. Tôi... Thôi được rồi, Kỳ Lân là dưỡng nữ của người, là nương tử của con, người chính là nhạc mẫu con. Đương nhiên là con phải giống như Kỳ Lân rồi, cứ gọi con Nguyên Bảo. Người và Kỳ Lân cùng ở trong nhà con. Người là nhạc mẫu con, con không thể bỏ người một mình ở bên ngoài như vậy được. Bất luận người khác nói như thế nào, kể cả mẫu thân con, bà ấy cũng sẽ nói con không chu đáo, có đúng không? Không. Không được, không được. Tôi với dáng vẻ này của tôi sao có thể gặp ai chứ? Sao lại không chứ? Kỳ Lân gả đi xa như vậy, lẽ nào người không muốn xem thử Kỳ Lân ở kim phủ của con sống như thế nào sao? Người không sợ là con ức hiếp cổ sao? Tôi... Được rồi, Kỳ Lân đang đợi chúng ta ở nhà, quay về thôi. Hả? Đi thôi, nè, đi. Đi mau. Thiếu gia, người về rồi. Thank you.
Đây là nhà chúng ta, Kỳ Lân nhìn thấy người nhất định sẽ rất là vui. Đi thôi. Tôi... Đi. A Phúc, báo với thiếu phu nhân mẹ cô ấy về rồi. Dạ dạ dạ. Thiếu phu nhân. Từ từ thôi. Thiếu gia. Thiếu phu nhân, thiếu gia tìm được mẹ của người về rồi. Mẹ. Mẹ. Lần Nhi. Mẹ. Mẹ con nhớ mẹ chết đi được. Mẹ. Cuối cùng cũng tìm được mẹ về rồi. Làm con lo muốn chết. Là mẹ không tốt. Là mẹ không tốt. Tất cả là tại con gây ra quả lớn như vậy mới liên lụy tới mẹ. Là mẹ khiến con gái phải lo lắng. Bây giờ ổn rồi, mẹ quay về rồi, con có thể yên tâm. Đứa trẻ ngốc, mẹ đây là trong quả được phúc, có thể ở đây gặp con và Nguyên Bảo, cho dù có chết cũng đáng mà. Kim Nguyên Bảo, Quỳnh có biết là... Biết cái gì? Nói đi, ta đang nghe đây. Bà ấy là mẹ của muội, đã nuôi dưỡng muội nhiều năm nay. Không có mẹ thì không có muội. Bà ấy là mẫu thân muội, cũng là mẫu thân của Quỳnh. Cho nên, có phải Quỳnh cũng nên gọi bà ấy một tiếng mẹ không? Quỳnh có thể nào cũng gọi một tiếng mẹ hay không? Nhà đầu ngốc này, đương nhiên là ta hiểu đạo lý này rồi. Ta với muội ai đọc sách nhiều hơn chứ? Đúng là suy bụng ta ra bụng người. Người nói có đúng không mẹ? Đúng không mẹ? Đúng. Đúng vậy. Nguyên Bảo nói rất đúng. Nguyên Bảo nói rất đúng. Đúng hết đó. Được rồi, không làm phiền hai người nói chuyện nữa. Con đi trước đây, chút nữa con sẽ qua. A Phúc cáo lui. Tìm thấy rồi. Nguyên Bảo đã đưa mẹ của thiếu phu nhân về phủ rồi. Phu nhân, thiếu gia nói muốn đưa mẹ của thiếu phu nhân tới bái kiến người. Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi. Dạ. Phu nhân, đừng hoảng sợ, nhất định đừng hoảng sợ. Bây giờ binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn. Hả? Tiểu Thúy, người có nghe không hả? Dương Huệ Lan, bà ta quay về phủ của chúng ta rồi. Mà còn là Nguyên Bảo đưa bà ta về nữa. Đúng vậy. Không ngờ bà ta quay về như vậy, mà còn quay về bằng cách này. Năm đó, khi Nguyên Bảo được ẵm về phòng ta, ta càng nhìn thì càng thấy yêu nó. Không thể nào buông nó ra, chỉ lo đó là một giấc mơ. Trong mấy tháng liền ta đều nằm mơ. Ta đã mơ thấy Dương Huệ Lan lao tới, cướp Nguyên Bảo khỏi tay ta. Biết bao nhiêu ngày, chỉ cần có người bẩm báo có một nữ nhân tới phủ thì ta đều kinh hoàng khiếp sợ. Phu nhân, thời gian chậm chậm qua đi, Huệ Lan đó trước giờ chưa từng xuất hiện, ta mới yên tâm. Bởi vì Nguyên Bảo cuối cùng cũng là con ta. Nhưng thật sự không ngờ 20 năm sau Nguyên Bảo thành thân rồi. Thành thân lại là lấy dưỡng nữ của Dương Huệ Lan. Phu nhân, người đừng nản lòng. Tất cả là ý trời. Ý trời. Phu nhân, Nguyên Bảo rất hiếu thuận với người, ai cũng đều nhìn thấy mà. Tiểu Thúy, nếu như Nguyên Bảo biết được ta không phải mẫu thân của nó,
Nếu Huệ Lan nói với nó, bà ấy mới là mẫu thân của nó, mà ta lại là người, người đi cướp đoạt con trai người khác. Người nói Nguyên Bảo nó có hận ta không? Có phải bây giờ bọn họ đang ở nhà chính chờ ta, để đợi hỏi ta, để chửi ta không? Không, không có đâu. Nguyên Bảo là một đứa trẻ hiểu chuyện hiểu lý lẽ, chứ lại công ơn dưỡng dục 20 năm nay không phải một câu có thể phủ nhận. Ta thấy biểu hiện hôm nay của bà ta không hề để lộ ra điều gì, dường như không muốn trở mặt giành con trai với ta. Nhưng rốt cuộc bà ta đang nghĩ cái gì thì chúng ta phải gặp mặt trực tiếp nói rõ ràng mới biết được. Dương Huệ Lan. Dương Huệ Lan đã chết cách đây hơn 20 năm rồi. Bây giờ trên đời này không còn Dương Huệ Lan nữa. Tại hạ là thôn phụ Sơn Giả Ngọc Thị. 20 năm rồi. Tuổi tác của chúng ta cũng không còn nhỏ, không cần chơi trò đoán đố, đừng lãng phí thời gian. Bà nói đi, bà có mục đích gì, có yêu cầu gì? Tôi không có mục đích, càng không có bất kỳ yêu cầu gì. Vừa rồi bà không vạch trần ta, bà nghĩ là bà đã nắm chắc phần thắng, không cần phải vội vàng nhất thời. Không lẽ bà muốn giày vò ta từng chút sao? Hay là bà nghĩ rằng càng kéo dài thời gian thì càng dụ được ta, rồi lại đưa ra yêu cầu cao hơn? Phu nhân, con trai của tôi là điều đáng quý nhất trong cuộc đời của tôi. Nó còn quan trọng hơn cả sinh mạng của tôi. Sao tôi nỡ lòng lấy nó ra làm điều kiện? Tôi biết chứ, kim phủ phú quý giàu bậc nhất, nhưng mọi thứ ở đây đối với tôi mà nói là vật ngoài thân thôi. Nói đi nói lại thì bà vẫn không chịu buông tay, vẫn muốn nhận lại con sao? Phu nhân hãy yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không bao giờ nói với Nguyên Bảo thân thế của nó, sẽ không bao giờ nhận lại nó. Bà khổ tâm sắp xếp Ngọc Kỳ Lân vào trong phủ của ta, chẳng phải chỉ để nhận lại con trai sao? Bây giờ bà lại nói với ta là bà không muốn nhận lại Nguyên Bảo, làm sao tôi có thể tin bà đây? Kỳ Lân giúp tôi tìm Nguyên Bảo, đó chỉ là ý riêng của nó. Nếu như tôi biết trước được chuyện này, nhất định sẽ không để nó đi mạo hiểm. Phu nhân, bà có biết không, Kỳ Lân cũng giống như Nguyên Bảo vậy, đều là con của tôi hết, là người mà tôi yêu thương nhất. 20 năm nay chắc không có ngày nào là bà không nhớ con trai, đúng không? Bây giờ con trai ngay trước mặt bà không nhận, bà cam chịu sao? Không cam chịu thì sao chứ? 20 năm nay tôi phải chịu nỗi đau mất con, nó đã ăn sâu vào trong xương cốt của tôi, nó đã hòa nhập vào trong máu của tôi, và nó cũng đã trở thành một bộ phận ở trên cơ thể của tôi rồi. Tôi chịu đựng đủ rồi, đã không còn cảm giác đau đớn nữa. Từ giây phút tôi gặp lại Nguyên Bảo, tôi nhìn thấy nó sống tốt như vậy, lòng tôi lập tức được giải thoát. Tôi thật sự rất cảm kích bà đã nuôi dạy Nguyên Bảo được tốt như vậy, lòng tôi thật sự thấy rất an ủi. Hơn nữa, nó và Kỳ Lân, hai đứa trẻ này thật lòng yêu nhau, hai đứa đã có chỗ dựa trong cuộc sống của mình, tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Phu nhân, tôi thấy là có một câu bà nói rất là đúng. Bà nói cho dù như thế nào thì tôi và bà cũng có mục đích giống nhau. Tôi và bà đều là vì muốn tốt cho Nguyên Bảo, đúng không? Đã nhiều năm trôi qua, chắc là bà rất hận ta, quán trách ta. Từng hận,
từng oán trách. Nhưng đã 20 năm rồi phu nhân, những nỗi oán hận này đã hóa thành nỗi nhớ của tôi đối với con trai. Lần đầu tiên khi tôi gặp được Nguyên Bảo, tất cả nỗi oán hận đều biến mất. Trong lòng của tôi thật sự rất cảm kích bà. Cho dù nó có ở bên cạnh tôi thì cũng như vậy thôi.